Chào mừng anh em đã trở lại với Minecraft Big Salmon. Thì tập trước thì tôi đi tìm jungle và tập hôm nay thì tôi đã đến được jungle. Ừ, đương nhiên rồi, được mà. Ok, ở đây thì nó sẽ có khá là nhiều con mới. Đây chúng ta có con gì đây? Còn đéo gì? VNBD. Ok, VNBD. Và hôm nay tôi sẽ đi tìm một con là con Axew. Con Kibago ấy anh em. Tên nó là Axew. Ok, rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hóa con Axew lên thành Hasoros. Mà sao giờ rừng nó tối nhìn như mày kiểu Slenderman đó nha. Phát nhà tí mà tự nhiên thấy cái bóng hình cao cao nè, cái là mẹ tôi thay tả luôn. Đợi mà, hello man ơi, sao không có ai hết à? Tại nãy giờ không thấy con Pokemon nào hết. Đồ có thể có xương con gì nè. What the fuck, xương con tôi bố ở đây. Rồi trên này có một cái Pokechat nó hơi ôi. Ủa Axew hả? Axew hô nhìn nó vàng vàng, tôi cứ tưởng là con vậy là nhìn nó vàng vàng tôi tưởng Pokechat hoặc là Axew. Ok tốt, lấm. Ô má sẽ giật bánh xác đây ta. Ok chỗ má nó giật bánh xác luôn. Rồi tôi sẽ cần phải ôi đi đâu vậy em? Em ơi, em đâu ơi? Mười phân. Ủa, cơ tờ, sao mới đây mà đi nhanh thế? How? Ủa thế đéo nào? What the fuck? Ủa, đợi hiểu. Cô lờ dẻo đi, này một con VNBD. Ok. Rồi, xong, nói chung là nó đi mất rồi. Tôi đeo bắt được nó, được mà. Bên kia có con măng kỳ kìa, măng cây. Bên đây tôi qua đây coi thử có con gì. Ok, bên kia có cái hồ lava. Này có dưa hấu. Ở đây, đây. Đây một con Axew. Ủa, đéo phải, này là một cái chết cái đi. Ok, chú VNBD, mai giờ mà ơi. Ok, thấy chị bên kia kìa. Này đứng yên là một cái chết nào. Ok, chúng ta sẽ bật shader lên xong dầm này cho nó khó, làm khó nhau. Ok, không có gì ở đây hết. Ui, có gọi là Rublin. Rồi, đây. Ồ, một cái chết luôn à. Ồ, ui, cái bôi. Đây một cái bokeh khác được một bên hill ở hoàng này đi. Rồi con gì kia? Odis. Ui con này láo luôn, láo mày nhờn. Ui có con gì bên này nè, con gì mà to thế, con gì đây? Venonat không? Không phải con này, má nó cứ giật vậy là đúng. Monkey. Ủa mới thấy đây mà ta, lấy con gì ở đây á? Ui má tự nhiên xuất hiện ông NPC đứng bên kia như ma vậy. Má ghê thiệt. Đây. Con gì đây? Ủa, Venonat không phải. Này, con này mới đúng nè. VNBD ở level mấy đây? Mờ quá, đợi mà, không bắt đi. À, ở con này là hình như tiến hóa con VNBD mà đúng không? Giờ mình bắt con VNBD xong tiến hóa lên. Khoan, tôi sẽ bắt con Venonat này trước. Tôi nhớ là tôi có này, level 4. Bắt dễ, có level 4 thì bắt rất là nhanh rồi. Nào, mà sẽ đứng im luôn rồi ta. Ok, holy shit. Rồi, trong đây là có... Đây, Venonat. Ở đây. Đó, còn gì trong rừng là nhét vô đây hết. Pokechat. Volbat. Đây, VNBD nè. VNBD, ủa đâu vậy? Mới đây mà, đây, ok. Vô con cu, ui, má nó chui. Nó chui bụi rậm kìa được mà, ui, what the fuck. Có thể hiểu, ok. Đấy, lên check map thôi nha. Rồi, vô luôn rồi. Ok, từ tôi mới thấy cái gì đó bên này. Cái gì đó, đúng không? Ừ, nó có cái gì tròn, vàng bên kia. Nó bô cái chết không phải. Chắc tôi sẽ tạm thời tôi tắt bô cái chết đi. Bô cái lút. Và tắt đi. Rồi chúng ta sẽ chờ coi thử chừng nào Axew nó xuất hiện thêm lần nữa. Ui. Hello. Motherfucker. Người ơi đâu? Ui cái gì vậy? À cái hang trời. Tôi có tưởng cái bức tượng hay cái gì á. Đợi mà phát. Này đi lên. Ok. Coi gì hot. Hồi lại măng kỳ. Ở đây nhiều khỉ quá. Đúng rồi, rừng có khác. Toàn khỉ không. Vô. Trên kia cũng có một con kìa. Fuck, nó không vô. Mày vô mày. Vô. Lì, tao té chết. Lì, bút thấy mẹ giờ. What the fuck. Ok, monkey đã vô. Bên kia có một con mèo. Một con mèo. Fuck, mèo. Hello mèo. What's up. Chào mèo. Vô. Ê, con gì điên. À, không, nó chỉ là cái đen thôi. Được mà. Tao quốc luôn đi. Level 1. Ok, chúng ta để dành win level 1 cho mấy thứ khác. Nhìn xung quanh coi thử ấy. Con Venonat này. Ok. Rồi. Bên này có một con Willibee. Willibee. Cái đéo gì? Tôi quên tên này. Gì? Willibee. Ờ đúng rồi. Đúng chuẩn tên này. Giờ quốc chích bạn nó đi. Chiu. Ok. Rồi, con Shiny cho thích bên kia hả? Hình như là con Axew nó không spawn giờ này hết á. Sao không thấy nhỉ? Tôi nghĩ tôi sẽ chỉnh tham xét đây. Con hồi nãy là gần tối. Còn tối thì để tham xét 12.000 thử ơi. Hello. Ôi con Venonat kìa. À không, con này hình dạng tiến hóa của Venonat.
tên gì tôi quên bà nó mày. Bên này thì có gì hỏi của mẹ đó. Và có gì hot Vini BD sẽ làm BD không vậy? Gì đây? Đù, Natu mà sao nó nhỏ ấy? Quay xíu à? Quay vô quay thằng cu. Ủa? Đó, mà mẹ nó. Fuck it, cái điện mày đứng im nha, mày đứng im. Mày cái điện đứng im. Chị chuyện tao bốn trứng cút mày á. Mày chị chuyện tao bốn trứng cút mày á. Ok, phải hù nó mới chịu đứng im. Một lắc, hai lắc, ba lắc, bốn lắc, ok ngon. Nó có level 4 xíu thiệt, oh fuck. Ở bên này có một con boss qua chơi, quầy, cái đéo gì to ấy, quầy hai con luôn. Hát đù. Hai con boss, chơi liên. Hydro Boom Park. Đã được rồi, Seiko thôi. Oh fuck, oh shit. Waterbird, ok được ạ. Chuyện này được, ngon. Waterbird tiếp. Chiu. Rồi thêm một cái nữa là, thêm một cái nữa là được Waterbird lần 3. Ok, rồi xong. Được hai cái trứng nè. Trứng này làm gì nè? Chiên trứng nè, ok. Hồi bên này còn một con bot. Này bên này còn một con. Cái gì bên kia? À, một con WDBD khác, lắm WDBD nè. Fuck. Rừng đéo gì thằng BD. Holy shit, đau phết. Ok. Và bấm rất nhanh chóng. Rồi được một cái red card. Red card này chắc không cần nữa hả? Thôi, chỉnh thăm xếp đây thôi. Hello. Tiện thể luôn thì tôi nghĩ là tôi nên train level cho mấy con này tiến hóa. Ok. Cho VTBD này, Monkey này, Venonat đó, ba con này nó tạm thời. Ui, what the fuck, Pikachu Unai. Á đù, Pikachu cơ à. Ui, con gì đây? Con này con gì tôi quên tên rồi đâu mà. Á, gặp đủ thứ con mà quên tên hết. Quanh đây để coi thử còn con gì không. Có mấy con Chatot nó đang bay này. Chatot đang bay lượn rồi. Con này là con Chimbeck hả? Chimbeck đúng nha. Ê, ủa nó vô luôn rồi. Và là em biết chú, biết cái chú này dễ bay. Swatcher, bỏ mẹ chưa đi. Washing powder, ok. Sabim, ok. Rồi cái con tôi cần là Axew thì nó vẫn chưa ra. Hồi đầu tiên lúc mới vô là nó ra luôn á, mà tự nhiên là nó đi spawn mất, giờ không thấy đâu nữa. Khúc này thì ok. Bên này, bên kia thì có một con Bellosom à. Ok, Bellosom. Nhìn đứng phơi nắng nhìn chiêu ha. Ồ, Swanna. Ok, những chú chim đang bay lượn trên bầu trời. Ok, những cái cây đang đứng phơi nắng. Bên kia có cái gì mà xanh xanh. Không, trứng. Ok. Con này là con trứng Executor. Executor hay Cutor? Cutie. Rồi tôi lộn, xin lỗi. Nó là Cutie nha anh em. Đừng nghĩ bậy. Nghĩ bậy tôi quá chích bà. Ông mà tính ra mình là thằng đầu tiên sai mà được mà. Rồi xong. Rồi. Bên kia có con boss Biggie Pack. Cái mẹ đi. Emonga. Level 10. Ủa sao mấy con ở đây level thấp vậy ta? Emon và thêm quả level 4 nữa. Quanh đây còn Tangler. Con này là con gì? Tangler. Đúng rồi, con này tôi nhớ là Tangler. Tôi qua check thử. Đây là coi thử đúng tên không? Holy shit. Ui. Tangela của mẹ nó. Nó là Tangela. Chị nha đấy. Có chị nào kia. Chị chờ em tí nha. Wait a minute. Con gì kia? Khỉ á. Rồi ok. VNBD đang tiến hóa. Qua đây để coi thử còn gì không? Có vẻ hết. Rồi. Rồi đó, WillyBD. Iron Defense hả? Iron Defense thôi bỏ đi. Ok, rồi, vô. Ủa mình có Lucky S mà quên. Quên. Ở bên đây có một chị level bao nhiêu? 25 à, con gì kia? Slarkot. Ok, level 25 mà rất là đơn giản. Chúng ta sẽ Dragon Root you. Rồi tiếp tục. Rồi, cái gì đây? Stun Spore. Ok, Dragon Root. Ok, nó có. Ủa con này Set Ninja. Set Ninja mình phải dùng chiêu đúng hệ của nó. Reshiram ra có không ta? Reshiram chắc có hệ lửa ha. Reshiram sẽ có chiêu hệ lửa. Rồi, đây đúng rồi có. Đó, banh sát luôn. Mày, fuck. Ok, ta tôi nhớ hệ lửa mà. Đây, ok đúng rồi. Rồi, lên một đống level luôn. Venusaur, ngon. Assurance. Ok, bỏ Shrek. Signal Beam. Bỏ Supersonic. Rồi, chiến tiếp. Fire Blast. Thổi lửa chết mẹ nó. Thổi lửa. Lửa lên. Lửa cháy cao nguyên. Lửa thiên cao nguyên. Con mẹ nó sao chưa thổi. Ok thổi rồi, thổi banh sát luôn. Take down. Thôi bỏ đi. Put deep in, thôi bỏ đi. Sleep powder, ui này được. Bỏ space fly beam. Đu quay đi support này. Hello anh trai, chào bạn nha. Rồi bye bye bạn. Rồi xong hai con tiến hóa luôn. Rồi cái gì đây? Future shine. Không, future shine thì không, bỏ đi. Thrash. Ok. Glow combat. Ok luôn. Này như Pokemon vậy. Fire fang. Ok. Ui nó còn luôn kìa. What the fuck.
Clarity, Deadline, ok, Firefang, đó, ok, xong, rồi, má nó một đống chiêu luôn. Họ bỏ đi. Ok, bây giờ con WDBD sẽ tiến hóa. Rồi con khỉ rồi, con Venonat tiến hóa luôn hả? Ok, không biết Axel nó spawn cho chưa ta? Rồi đây, VNBD, ScorlyBD, con mẹ nó, gọi là ScorlyBD. Này, con cha tốt rồi này. Fuck, ui, mẹ nó sao nó rối vậy? Ok, đây, một Pokemon mới, Venomoth. Rồi, Monkey nó sẽ tiến hóa thành gì? Đừng nói tiến hóa thành Tôn Ngộ Không nha. Tiến Tôn Ngộ Không cưỡi con Đồ Văn bay đi thì hơi toàn. Ui, what fuck, bot? À không, đâu phải bot. Ông nhìn con này tưởng bot không chứ. Ok, học thì chưa hết, không, bỏ đi. Rồi, ok, giờ có con Scorlybd tiến là dạng cuối rồi nè. Venomoth cũng là dạng cuối rồi, wait a minute. Tôi sẽ cần phải lấy cái này, ok, tôi cất hai con này vô. Rồi chúng ta lấy con Tangela. Với lại con Natu hả? Con gì đây nhỉ? Ok mẹ đi, bắt cho con nào tiến hóa con đó. Có cái gì chứ kìa, à Belosom kìa. Tưởng gì, wow, sao đất ra đang ở đây, đi vô con. Đi vô mày, wow, Venonat. Có rồi, sao Axew vẫn chưa spawn ra thế đấy nào. Có gì đây, Rudin. Ui con gì, Slakop. Fuck, rồi này hết rồi ta. Hết rồi sao? Không còn gì nữa sao? Mày tính là cái hồ này đẹp nha, hồ này đẹp bá cháy luôn á. Có nhà trên cây nữa kìa, vãi nồi. Nhìn mấy nhà này nhớ hoài niệm lại mấy map Minecraft cũ á. À, làm tôi rất là... Ui, Kessalon. Shiny Kessalon. Rồi, đi spawn luôn. Đồ, mới spawn ra xíu đi spawn luôn hay vậy. Ui, cái gì kìa? What the fuck? Con gì đây? Slaking đúng không? Con này là... Tôi nhớ con này là Slaking. Đây đúng rồi. Ui, má. Nó đòi chơi tôi kìa. Má nó đòi chơi tôi. Mày nhờn. Tao cá. Nhờn. Rồi, tăng Gala lên một đống level. Hình như tôi chưa có lắp Lucky S cho nó. Quên, Potion Powder, ok. Zen hết bước học này. Thằng kia là, ok, đó, vậy đi. Ủa, cái đéo gì? Không, chuyện gì sẽ xảy ra đây, một cái ui mana lắc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ngồi chờ Axew thôi. Axew ơi, xuất hiện đi em ơi. Còn ngựa đó. Đây, có rồi mà. What the fuck, cho tích này. Đồ, có con Bayless kìa. Đồ, con gì đang bay kìa. À, tới biển luôn rồi. Ui, Banser, Venomoth, biển. À, mà hình như ở đây không có con Legend nào ha. Tôi ngồi đứng đây nãy giờ cũng không có con nào xuất. À, có, ở đúng rồi, không có con nào hết. Nãy là con Pikachu, không có tính Legend. Hừa. Ok, hello, ui má. Đưa bùi gì vậy? Đi ra. Tôi còn phải bay ra ngoài cái. Bên đây có NPC này. Cái gì đây? Audit. Fuck, holy shit. Ôi trời tối luôn mà chưa có con Axew nó chưa spawn ra lại nữa. Khúc này hãy chỉnh cho sáng lại thử ha. Ok. Giờ thì sao? Hello. Chào cậu. Chào chú chim đang bay trên bầu trời. Con sâu. Rồi xong. À giờ đây giờ đứng chờ nè. Giờ ngoài việc đứng chờ ra mình có thể làm gì được nhỉ? Có gì làm không? Hello. Phật vũ. Ôi gì vậy? CTPD. À không. Caterpie. Rồi phật cái đẹp. Lại Caterpie. Nó chắc giờ ngồi chờ quá. Ok, tôi sẽ chờ cho đến khi con Axew nó xuất hiện lần nữa. Mình tôi nghĩ là tôi nên chỉnh buổi tối ha.